nên là trứng gà chưa có nha mọi người thông cảm nha. Bây giờ chỉ có chuối, ý là có kèm chuối thôi. Đó. Bạn heo lì ơi, bạn muốn hiểu không bạn ha, thì bây giờ bạn bạn dành thời gian ra để mình theo dõi fan page của đoàn. Cuối tuần đoàn sẽ diễn online cho khán giả dò số, thì bạn nếu không bạn không biết dò thì bạn hãy theo dõi đoàn, theo dõi cách thức dò của trên trang fanpage của đoàn nha bạn nha. Như Ngọc tuần này có chị ẩn ẩn với chị Sang Sang. Có nha, tuần này hai người để ngồi bán vé là hai người này sẽ chắc chắn sẽ xuất hiện vào hai show cuối tuần này. Và nó sẽ quyết định ngày hôm nay live stream ngày hôm nay sẽ quyết định là tuần sau có xuất hiện nữa hay không. Đó, cho nên mọi người hả? Chỉ tiêu là 20 vé mà nãy giờ nói lòi cái trái cổ ra bán được mới có 2 combo thôi. Năng suất tuần này sẽ quyết định. Đó, năng suất của tuần này sẽ quyết định cái xuất diễn của tuần sau. Cho nên mọi người nếu như yêu thương ẩn ẩn thì mua vé ủng hộ cho ẩn ẩn nha. Đó, ngày mà hả? Ngày hôm nay vé cũng rất là đặc biệt luôn, toàn là những vé vé cặn, vé thùa, vé chùa đẹp giải của Phi Thanh Dân Lậu với lại của nữ hoàng bán vé Hương Quả, rồi bà chủ đoàn lộ livestream đó bán ế, bây giờ chùa vé lại đó. Anh ơi, em Pedro Lê Huỳnh nè, tại vì giao hàng miễn phí là không được nha anh nha, thì một vé chỉ có 10.000 đồng thôi anh ha. Trên ký ship bên anh chịu giùm em nha anh nha, còn không thì anh mua online đi anh mua online là không chịu ký ship ha. Đúng rồi, anh mua online rất là tiện luôn, có nghĩa là anh chỉ cần inbox, anh chuyển khoản và anh inbox cái lệnh mà đã chuyển khoản thành công cho đàn sẽ chuyển vé cho anh, rồi xong là anh có vé để cuối tuần này anh dò. Còn nếu như mà anh mua vé giao thì anh phải chờ ship tới vé tới nhà anh thì nó hơi lâu một xíu. Hà Như Ngọc, Ủa Như Ngọc, Willy chưa chuyển vé cho mình. Willy ơi, Willy đặt vé vào ngày nào vậy? Nếu như mà đặt vé vào ngày hôm qua thì ngày hôm nay là đàn mới vừa xuất vé đi thôi, cho nên là mình cố gắng theo dõi điện thoại để mà xem ở bên ship có gọi cho mình để nhận vé hay không nha. Nguyễn Huy, có người mẫu Luna với Lumi ở đó không? Có nha, Luna với Lumi là đang ngồi ở dưới để chiên cá đó, rất là đảm đang cho mọi người, chiên cá và làm kem đó, với lại vỗ tay hùa. Dù ở trên này ẩn ẩn với lại Sang Sang mà quăng miếng lạnh quá thì ở dưới nó vỗ tay hùa. Hâm nóng là hâm nóng đó, thấy rồi đó, chứng tỏ là miếng vừa rồi lạnh tanh. Rồi nhé chị, like nó lên trở lại 180 luôn rồi nè, bởi tao nói nó lên giống như là cái túi tiền của em gì đó, nó lúc xẹp lúc phòng gì đó. Ẩn kể cho mọi người nghe luôn nha, là hồi chiều này ẩn vừa mới vô bánh, ẩn được công ty thưởng có nhiêu có 30 triệu à đó, chứ là một lát nữa ẩn sẽ mời mọi người ở trong đèn lúa tôi Sài Gòn tới trời ăn gà cho đó mọi người đó. Đó, đó mà vô đây dạ ngon, kể cho mọi người nghe là ngày hôm qua ngày hôm qua trong người ẩn chỉ còn có 400.000 thôi, nhưng mà ẩn đọc được một cái thông tin về ebook coi, để ta kể chuyện đó. Ẩn có nghe được một cái thông tin là ở dưới đồng ở khu vực miền Tây đang bị hạn mặn đó mọi người, ngoài cái dịch corona là bây giờ đất nước mình đang chịu cái hạn mặn nữa, và ở dưới đó là không có nước ngọt để xài luôn. Ẩn có chuyển tiền cho một cái bạn mà tổ chức cái chương trình mà chở nước ngọt về dưới miền Tây cho dân miền Tây á, mà thật sự là ẩn hết tiền luôn, không còn tiền trong túi, mà ẩn nói với cái bạn đó là bây giờ bạn ứng cho mình trước 500.000 đi để mình để quyên góp cho cái chương trình đó, là cuối tháng ẩn lãnh lương ẩn sẽ mới được thưởng 30 triệu mà ủng hộ có 500.000 vậy, ném đá. Không phải cái ai kể hôm qua là chưa có biết là được thưởng hay là không luôn, ẩn chưa biết là được thưởng hay là không luôn đó, thì ẩn vừa nhờ cái người đó là chuyển khoản 500.000 để ủng hộ cho cái chương trình từ thiện đó, thì ngày hôm là buổi chiều luôn, ngay buổi chiều ngày hôm qua luôn là ẩn nhận được thông tin là mình được thưởng đó. Trời, bởi ta nói là gì ta gọi là có hiệp lành ở hiệp gặp lành đó, đúng rồi đó. Bạn Quý Ly ơi nè, bạn ơi, bạn chuyển tiền rồi đúng không bạn ha, bây giờ bạn có chụp màn hình lại không bạn ơi, cái đồ chụp màn hình lại thì bạn gửi lại cho cái ảnh đó cho fanpage của đoàn nha Quý Ly nha. Rồi anh Quốc Trầm nè, Quý Momo chuyển khoản cho ai, chuyển cho lộ luôn nha Quốc Trầm nha, cái số điện thoại ở dưới ghi
Số điện thoại đây có liền. Số điện thoại biết mà có liền. Đó. Đó. Mọi người nghe nghe tiếng Anh quen nghe mọi người chưa? Như Ngọc chị Ẩn ơi, chúc tuần này em may mắn đi chứ chị Lộ chúc em may mắn lần sau rồi. Đó, chị Lộ rất là duyên dáng luôn. Người ta mua vé của mình mà chúc người ta may mắn lần sau không à. Đó. Bạn Tường Nguyên ơi, bạn muốn hai combo hai ngày mà chưa có đúng bạn nha. Thì bộ phận xử lý em của bên mình đang chuyển cho bạn nha bạn nha. Bạn chú ý điện thoại giùm mình nha. Chỉ đã cách mua vé thì đã có đèn đã có ghim ở trên màn hình mọi người theo dõi để mà mua vé ủng hộ cho đèn nha mọi người. Trong cái thời điểm mùa dịch này rất là thực sự là rất là khó khăn cho nên rất là hy vọng là mọi người sẽ luôn luôn yêu thương đồng hành cùng đèn, ủng hộ cho đèn những cái lá vé lô tô để trong thời gian mà mình trú dịch ở nhà đó mình không có đi ra đường thì mình xem luôn. Đọc số điện thoại là gì? Đọc số mô em ghi 096. Các bạn muốn chuyển Momo thì cũng đã có số tài khoản Momo của ca sĩ Lâm Quốc Hải nha bạn nha, là 0967960003 nha mọi người. Có ghi Momo rồi đó, live stream nó lại lên nữa rồi nè. Đó, nó lên giống như là cái túi tiền của em hiện tại vậy. Chị đó số live stream tôi quá hồi ăn gà tôi quá ăn gà gì cái gì ủa mà chút ăn gà gì vậy? Cái gà gì? Gà nướng, thì mua gà nướng về ăn đi. Mua 5 con ăn mới đủ nha. Cái gì 5 con vậy? Ba trăm mấy à? Con trăm mấy bao nhiêu? Vậy. Con trăm mấy 500 ngàn nè trời. Đó, đi, order đi. Trời ơi. Đó, ẩn ẩn kể chuyện này là ẩn ẩn, cái này là cá nhân của ẩn ẩn thôi nha mọi người. Chứ đoàn thật sự là đang rất là khó khăn. Cái câu chuyện này câu chuyện của cá nhân ẩn ẩn thôi. Tặng nên là mọi người đừng có thấy ẩn ẩn giàu quá là không có mua vé ủng hộ đoàn ra. Cái này là cá nhân ẩn ẩn không liên quan gì tới đoàn hết. Còn đoàn là hiện tại đang rất là khó khăn trong cái mùa dịch về này là vì phải gặp gánh. Bạn Tường Nguyên ơi, bạn hãy nhắn tin lại cho trang fanpage của đoàn nha bạn nha. Hiện tại thì đoàn chúng em ngoài bán online cho những ngày cuối tuần cho mọi người thì có bán kèm theo đó là kem chuối và sinh tố mix đủ vị nha cả nhà nha. Đó, sinh tố này nó chảy hết rồi. Nó chảy hết rồi. Em ăn ừ, ăn cái này đi chảy, ăn thay mồm đi. Đó, em rất là tinh mồm. Vui lì, ổng vui quá nè. Tấn ơi, Vui lì rất là nhiều. Đó, không có nói gì hết, ngồi ăn không á, thì livestream nó lên. Mà hả, ngồi nói muốn chết thì livestream tuột xuống. Vậy không mấy mọi người bây giờ im luôn ra. Có nghĩa là người ta kêu đừng nói nữa. Có nghĩa là mọi người chỉ thích ngắm nhìn hai đứa mình thôi chứ không có muốn nghe âm thanh. Cười hết kìa. Ẩn ẩn với Sang hát câu lô tô đi đó. Cho em một cái số để em hát liền nè. Hả? Comment đi mọi người, chia sẻ livestream comment đi mọi người ơi. Comment số nào là mua cái số lượng combo số đó mọi người. Rồi không ai comment luôn. Ghê xong mọi người không ai comment luôn. Đang lên view nha, giật view đang lên nha. Đó, lượng view đang lên tại biết sao giờ này là mọi người đi về đi làm về rồi nè, còn hồi nãy là mọi người chưa đi làm về. Kẹt phe làm chưa về kịp. Kìa heo ly nha. Em một cái bơ chủ nhật. Heo ly ơi, một em cho nhật. Chị số điện thoại cho em. Cảm ơi. Cảm ơn heo ly rất nhiều. 49 số điện thoại. 49 cái bơ. Và địa chỉ cho heo ly nha. Cảm ơn heo ly nha. 49 kìa, sang hát bài tặng cho Trần Quý kìa. Em muốn tưởng của em chị chị nè. 49 ra đi. 49 đà ca đi. Nè 49 nè. Một con đò giang sông có con đò, đó là đò bên hạ. Rồi cha nè. Một cái nghèo đoan trang nhan sắc nàng như là một đóa hoa. Là con ca cái đậm hơi. Nó bị ta đóng cái hơi lại đó mọi người. Thôi mà bắt tóc cho cao rồi mà ca không nổi mà làm bộ mà nói là lâu quá không ca. Đó. Đặng Huỳnh 21. Nè bây giờ comment số 21 là em hát tặng bài. Mã code là 0085. Cảm ơn Phương Nguyên nha. Đó. Đó kêu hát. Ê mày kêu đi mua gà đưa tiền với mày. Đó là đưa cái bóp tiền cho chị coi. Tiền mặt không á. Nguyễn Trung lấy giùm cho. Nói thì đưa tiền với mày. Trời đất ơi. Đưa Nguyễn bóp đây đi. Rồi. Có tiền. Tại như thì thanh lý như cao. Bóp này không có tiền. Tự nhiên nha My. Ê. Mấy má mày
kỳ quá, dây cuối luôn kìa, dây cuối luôn kìa. Không có tiền. Kẹo gì đây giá bao nhiêu vậy? Không có tiền lẻ, không có tiền đây thiệt luôn á. Cứ mua hết là chờ cái hết nó gì là không có tiền. Ý là không có đủ, sao không đủ? Nhiều. Còn có 300 mấy à. Trời đất ơi. Trời mọi người ơi. Trời mọi người ác đạn ghê chưa mọi người. Ở lần đầu đúng rồi nha. Hồi nãy mới nói con có 100 mấy, bây giờ hả? Ẩn ẩn nó mời 5 con, cái mọi người con có 300 mấy, có chuyện nổi không? Bao nhiêu? Con 1.6 á. Con 1.6 thì già mà 320 đưa 400 đi rồi mua mời gì thêm nữa. Mua thêm cái gì? Mua mời mua tim gì nữa. 500. Không làm. 500 sao đủ 5 con? À đâu mua 5 dạ, ăn 5 mua 5 con mà giọng như bà ăn cho mỡ lên lên máu mà mày mà chết thì gì. Ờ bà mua 5 con mà cúng thanh minh đi. Sắp tới thanh minh rồi đó. Đó. Ờ xin lỗi mọi người nha. Đừng mấy người chốt rồi cho bạn nha. Rất bơi, rất bơi. Chỉ vì một buổi livestream thôi mà ẩn bị mất 500 ngàn á mọi người thương ẩn ẩn thì mua vé giùm cho ẩn ẩn đó mọi người ơi. Tự tay, tự tay, tự tay, tự tay, tự tay, tự chịu luôn mọi người. Hèn nghe quay quá à. Hả? Thôi thì ở tải rồi. Ủa em mất gì đâu, em đâu có vô đâu. Ẩn ơi. Chung thèm heo quay. Chồng tao thèm heo quay. À chồng à chồng em thèm về em tự nhưng quay cho chồng ơi, em ăn tao đi mua heo quay hết nha. Đặng Hoàng Lâm ơi, mình không có vui bạn nha, này xin tố. Đúng xin rồi. Tố là mix đủ vị luôn. Combo của nó là 10 bịch 80 ngàn đồng nha bạn nha. Và chúng mình chỉ ship trong vòng Sài Gòn thôi. Có gì em gái gì không? Ai má kia đi chợ rồi, cái đồ kia hôm nay làm sao vậy? Đó bà má ơi. Ờ, chết cha coi cái bé đồ đó làm sao? Đúng rồi. Nguyễn Huy ẩn bao đàn ăn ạ. À? Dạ đúng rồi. Cái này là ẩn ẩn mời đàn. Nhân dịp là ẩn ẩn trúng mánh á. Ẩn ẩn vô được 2 tờ đặc biệt đó mọi người. Ẩn 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 trúng được 2 tờ giấy số. Đó. Trời mệt quá rồi. Hàng tiếng mà bây giờ view nó lên nè. À. Còn hàng tiếng ghê chưa? Hàng tháng ngày 2 tiếng nữa thôi. Chị sẽ like cho em nha mọi người nha. Hát đi. Hát đi. Bây giờ chúng em đang đang bị chương trình mà đang bị như nè. Lô Nguyễn một combo vé lô tô. Dạ Lô Nguyễn ơi, một combo vé lô tô là 70.000, ở trong đó là có 5 vé vòng loại bình thường và một vé vòng loại đặc biệt, và một và cái combo này là một combo này là ở trong một ngày thôi nha Lô Nguyễn. Và dạ, mình và trong một show như vậy thì tụi em chỉ cũng chỉ sổ có đúng những cái vé đó thôi. Hả? À Bình Cẩm Nhung nè. Một combo là bao nhiêu tiền? À một combo là 70.000 đồng nha bạn nha, là bao gồm là 5 vé thường và một vé đặc biệt với lại ngày giờ diễn 2 ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần. Đúng rồi. Diễn lúc mấy giờ? Ghê mệt. 18:30. 6:30 tối bắt đầu diễn nha bạn. 18:30. 200 mấy lượt view rồi đó ẩn. Hát tặng mọi người một bài đi. Đó, hát mọi người muốn nghe bài gì nãy hát hồi nãy. Cảm ơn Minh Bảo Nguyễn nha. Xin chào anh Lâm Hải Minh. Bạn Cẩm Nhung ơi, bạn đặt thì bạn có thể, nếu bạn ở Sài Gòn thì đặt hôm nay thì sẽ có người ship cho bạn trong vòng ngày mai có nha bạn nha. Còn nếu bạn ở tỉnh thì bạn cảm phiền mua giùm mình hình thức online giùm mình nha bạn Cẩm Nhung. Anh vừa mua 50 combo này. Rồi, anh xin chào anh Nguyễn Hùng Cường. Rồi, anh Nguyễn Hùng Cường đã comment vô mua 50 combo. Rồi, nói thông tin lại giùm em nha, Nguyễn Hùng Cường 50 combo. Chào ở đâu anh Cường ơi? À, anh Cường cho em xin địa chỉ nha Hùng Cường. Ừ, Thùy Đinh kêu số 70. Trời đất ơi, số lô tô nó chỉ có 60 số thôi. Kêu số 70, sao ta kêu? Đó, ác ghê chưa? Lâm Hải Minh giao 10 cái bánh xếp. Trời ơi, người ta đang ra livestream bán vé anh ơi. Anh ơi, bánh xếp anh hẹn lại anh một cái bữa livestream khác nha anh. Trời đó, khang tiếng rồi. Livestream còn ngồi ăn tinh tố. Em bây giờ ăn 8 bịch rồi, khang tiếng đúng rồi. Ăn 8 bịch nó đóng cái cổ. Xin chào Mậu Đạt đó, Mậu Đạt với anh Gân Lậu nè. Mậu Đạt comment vô 30 combo nè. Rồi nói lại thông tin giùm ẩn ẩn nha. Đó. Cảm ơn Mậu Đạt rất là nhiều mãi yêu. Rồi Mậu Đạt ơi, chừng nào em trả cái áo đầm cho chị với em. Lương Nguyễn ơi, được nha bạn nha. Bạn mua 2 ngày được nha bạn nha. Bạn cứ việc cho điện thoại và địa chỉ trên trên livestream cho mình nha bạn Lương Nguyễn. Hát bài Ôi Tình Yêu. Khi tình yêu đến, chúng ta ấy qua ấy lại. Ấy qua ấy lại, chúng ta ấy lìa ấy lìa. Khi tình yêu đến, chúng ta ấy lìa ấy lìa. Ấy lìa ấy lìa, chúng ta ấy qua ấy lại.
la 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 có một khán giả ở phía dưới đã comment lên là thường là mấy người bán ghế hay là hát phục vụ dân kệ. Thanh Vân Đinh ơi, em đọc mã code đi em ơi. Em cho chị, em comment cái mã code giùm chị nha, Thanh Vân Đinh nha. Cảm ơn Thanh Vân Đinh nha Tinh. Đinh Văn Lượng, bài hết hồn. Hết hồn hồi nãy hát rồi nha. Bài nãy bị muộn rồi. Trời ơi, live tới 2 tiếng luôn mà. Thì 2 người 2 tiếng. Trời đất ơi là trời, live 2 tiếng chắc là văng luôn cái trái cổ ra ngoài luôn á. Trời ơi. Bây giờ là khán giả mình đi làm về là có thể đủ đầy rồi đó. Hồi nãy làm như là đủ đầy sớm quá, đang kẹt tụ xe rồi đó. Kẹt xe. À, vẫn là đàn viên với lại gia đình đó. Bây giờ chắc chắn mọi người đã đàn viên với gia đình bây rồi. Bây giờ là khán giả mình giờ đông đông rồi, chia sẻ mạnh mạnh game khán giả nha. Đó. Minh Bảo Nguyễn hậu đài nhiệt tình ghê, dạ đúng rồi. Cảm ơn bạn Huỳnh Thị Cẩm Nhung nha. Đó, nhân viên các bạn trong đoàn đang ghi lại 0386 thông tin của bạn rồi đó. Đó rồi, 0386818126 nè. Cảm ơn Huỳnh Thị Cẩm Nhung rất là nhiều. Đó, ai mà tên Cẩm Nhung cũng dễ thương đó. Y chang là con mẹ Cẩm Nhung Mông Cổ. Bạn Nhung ơi cho địa chỉ đi bạn ơi. Còn thiếu địa chỉ cho bạn nha. Cho mình địa chỉ kèm địa chỉ nữa bạn Cẩm Nhung nha. Ủa, Cẩm Nhung đang ở... Trời ơi, mọi người ạ, còn vừa mới nghe được một thông tin là Cẩm Nhung đang ở Ý đó mọi người. Đó, Cẩm Nhung đang ở cái gì, cái hiện tại bây giờ bạn ở đây. Bạn ơi, một combo là gồm 6 vé cho bạn nha. Là 5 vé thường và một vé đặc biệt là 70.000 đồng nha bạn nha. Ngọc Yến chế đầm bông đẹp quá đó. Cảm ơn em Ngọc Yến nha. Cảm ơn Ngọc Yến rất là nhiều, không ai khen tôi đẹp bạn hết. Tâm giàu đó. Có nguyên nè. Bạn ơi, bạn muốn mua vé bạn ha, thì bạn hãy comment cho mình là số điện thoại và địa chỉ nhà. Và combo bạn muốn mua bao nhiêu ngày, gồm 2 ngày thứ bay và chủ nhật nha bạn nha. Một combo là gồm 6 vé, 5 vé thường và một vé đặc biệt là 70.000 đồng nha bạn. Tuần này có ai vậy chị Sang? Nè em ơi, Minh Bảo Nguyễn nè, em lật lại cái live stream của đoàn trong vòng tuần này, em coi ai bán vé là người đó sẽ xuất hiện trong tuần này nha mọi người em. Đó chứ giờ trả lời cũng mệt quá, không trả lời nổi nữa đó. Các bạn ơi, khán giả mình ơi, bây giờ em sang sang tin nhắc lại khán giả mình rõ nha. Tại vì bây giờ là giữa tuần rồi khán giả ơi, cho nên các bạn nhân viên ship của chúng em là không ship kịp cho các bạn được. Cho nên nếu mà các bạn ở trong vòng nội thành Sài Gòn á, đặt hôm nay thì ngày mai sẽ nhận được vé ha. Còn nếu mà các bạn ở tỉnh muốn mua vé thì làm ơn thương mình đặt qua online giùm mình nha bạn nha. Quỳnh Thị Cẩm Nhung nè, cổng quân đội trò đó cô, đây là trong trong trên chạy quân đội luôn nè. Trời ơi, ơi. Trời ơi, chị Cẩm Nhung ơi, chị dễ thương quá. Chị làm ơn chị bữa tối là chị coi là chị mở lên cái màn hình trực tiếp cho mấy anh bộ đội trong đó coi giùm em luôn nha. Bạn tâm giàu có nè bạn ơi, một combo mà thứ mấy kìa bạn ơi. Combo thứ bảy chủ nhật hả bạn. Và cho kèm sao số cái địa chỉ nhà đó nha bạn nha. Quy Ly Kỷ Quyền. Chị Quyền và chị Thảo Nhi khi nào lên lại trực tiếp. Chị Quyền là hiện tại là mà mọi người biết sao không? Bây giờ là đang trong cái mùa dịch á, cho nên là mọi người làm ăn khó khăn, cho nên là chị Quyền, cái nghề của chị Quyền nó đang phát triển tốt lắm. Chị Quyền đi cho dài, cho nên chị Quyền nhường sức khác để cho những mọi người khác. Còn Thảo Nhi thì sao? Thảo Nhi thì hả? Tiếng heo. Mọi người cũng biết mà Thảo Nhi là ngày làm nghề đâm heo đó, cho nên là trong cái mùa dịch này đồ ăn là buôn bán rất là được đó. Chỉ có những cái người nghệ sĩ như tụi em là chết lên chết xuống thôi đó, chứ còn làm về thực phẩm là ổn nha mọi người. Cho nên là Thảo Nhi đang tập trung cho cái công việc đâm heo của mình. Tâm giàu có Nguyễn ơi, bạn làm ơn cho mình biết là bạn mua combo ngày thứ mấy các bạn ha, và kèm cho mình địa chỉ nhà các bạn nha. Minh Bảo Nguyễn, áo chị ẩn đẹp quá, mua ở đâu vậy? Chị cũng nhớ nữa em. Rồi thứ bảy nha. Thứ bảy tâm giàu có mua ngày thứ bảy. Trời ơi, tâm giàu có. Cảm ơn bạn tâm giàu có nha. Nghe cái tên thôi là biết giàu sang phú quý rồi đó. Đó giống như ai đâu được ai như cái tên ẩn ẩn sang sang đúng không? Không có hiểu. Không có hiểu cái tên cái
ý nghĩa của cái tên luôn á mọi người. À, chị Quỳnh thì Cẩm Nhung không phải đâu đó là đất của quân đội thôi chứ không phải là ở trên chợ quân đội. Trời em cảm ơn chị Cẩm Nhung đã giải thích cho em hiểu vấn đề đó, cảm ơn chị rất là nhiều. Mình làm công ty nè nha. Trời ơi nóng quá mọi người, ôm con gấu nó nóng muốn chết vậy đó. Phần thưởng mà dành cho khán giả mình đọc giải thưởng khi mà Lotto online nha mọi người nha. Chúng em sẽ ship tận nhà cho quý khách luôn. Rất là to, bành kỳ luôn, rất là dễ thương. Đó, một con gấu siêu to, siêu khổng lồ. Tâm vào có, em có, em và nhớ đặc biệt khán giả nào ủng hộ kem chuối là có tặng vé kem chuối luôn nha khán giả mình nha. Vé kem chuối má. Tặng vé khuyến mại của kem, mua kem chuối. Đó không mà thêm một vé khuyến mại của kem chuối nữa nha mọi người. Tâm vào có nhớ mấy chị trong đàn quá hà. Rồi cảm ơn em rất là nhiều. Nếu như mà em nhớ, em yêu thương, em muốn gặp ai đó, gặp càng nhiều cái diễn viên trong một show diễn á thì em cố gắng là ủng hộ vé cho đàn nha. Có thể là vận động thêm người thân bạn bè để ủng hộ vé cho đàn. Mọi người mua vé càng nhiều thì đàn sẽ có thêm cái chi phí để mà duy trì đàn, cũng như là có thêm cái chi phí để mà cho cái để gọi là gì ta, các nhân sự đoàn để hát nhiều hơn phục vụ cho mọi người. Còn hiện tại là một show như vậy là chỉ đáp ứng được khoảng vài người thôi, cho nên mọi người thông cảm nha. Chừng nào có Nhã Vi với Bảo Bảo dễ ẩn. À Nhã Vi. Trời ơi, Nhã Vi thì chị, Nhã Vi thì chị cũng không biết, còn người còn lại chị cũng không biết luôn nha em. Đó, rồi cảm ơn em rất là nhiều. cái người đầu tiên là Giả Vi thì chắc chắn là chị không biết, còn cái người mà còn lại là chắc chắn là không có đó. Cảm ơn em rất là nhiều, một câu hỏi rất là dễ thương. Cảm ơn em đó. Tặng em nhiều cành hoa, tặng em nhiều cành hoa nè. Con bé em mới đâu nha. Nguyễn Vũ dòng đặc biệt chúng chị ẩn phải không? Rồi dòng đặc biệt nếu như mọi người em muốn chúng á, em chúng là chị tặng em hả? Nếu như mọi người muốn chúng ẩn ẩn cho Giang chúng luôn nghe, Giang Trần, Giang Trần vô nhưng mà quan trọng mọi người có dám lấy không? Rồi cảm ơn bạn Giang Trần nha. Bạn cho kèm địa chỉ nhà luôn nha bạn nha. Nếu bạn ở Sài Gòn á thì sẽ giao vé cho bạn trong vòng ngày mai là có ha. Trời. Nếu bạn ở tỉnh thì bạn có thể mình mua online dùm cho sang sang nha bạn nha. Tại vì bây giờ là giữa tuần rồi, các nhân viên giao ship giao vé cho các bạn không kịp tới cho các bạn được nha các bạn nha. Cho nên bây giờ nếu ở tỉnh thì chỉ mua online thôi nha các bạn. Rồi Ngô Quốc Kỳ nè, nếu chúng gấu bông được đề nghị người mình thích ký lên tặng phẩm được hết nha mọi người. Mọi người muốn cái gì chiều cái đó, nhưng mà hả vấn đề là ký lên dơ con gấu mọi người gán chịu nha. Đó, không có chịu ẩn ẩn, không có chịu trách nhiệm, đàn không có chịu trách nhiệm nha mọi người. Trời ơi, mắc hai con gấu đó rồi, trời đó, cái bộ phận set up gì chơi gì kỳ cục, đưa con gấu mà không có con mắc là bà nội ơi. Nè, trời có gì mà kỳ vậy. Im. Chia sẻ like giùm cho Sang Sang nha mọi người. Nè Nguyễn Duy Anh Hoa hậu Luna đó rồi, Hoa hậu Luna đang làm kem chuối nha. Đó. Sắp tới là Luna đang tham dự một cuộc thi nhan sắc đó dành cho là gái thẳng nha mọi người. Đó và hiện tại là Luna đang dẫn đầu danh sách thí sinh được khán giả bình chọn đó. Cho nên là nếu như mọi người muốn xin chữ ký của Luna hoặc là muốn được thưởng thức những món ăn của Hoa hậu Luna thì mọi người nhớ ủng hộ cho kem chuối của đàn. Đặc biệt kem chuối này là ta chính tay Luna và Lumi làm nha mọi người. Cảm ơn bạn Nguyễn Huệ. Minh Vương sao ẩn không trả lời? Dạ em xin lỗi, nãy giờ em bị khùng em đi ngồi gì em không thấy. Chào anh Minh Vương nè, em xin lỗi Minh Vương rất là nhiều nha. Bạn Giang Trần ơi, cho mình địa chỉ nhà nha bạn Giang Trần ơi. Minh Bảo Nguyễn, trời một câu hỏi rất là duyên dáng nè, chừng nào chị ẩn có vợ đó. Rồi cảm ơn em nha, thì chị cũng đã đi coi bói rất là nhiều thầy bói, thì thầy bói nói là chừng nào hết bóng là có vợ nha em. Cảm ơn em. Còn anh nhà hỏi có má có chưa để chứ hả? Hồ Thanh Trang xin lại cái má có giống bị lẹ. Hồ Thanh Trang ơi, cho mình lại xin lại cái má có nha bạn. Nguyễn Huy ẩn kêu chị Lộ đề nghị cho tuần này cho Hoa hậu Luna hát đi ẩn. Đã đó, chết chưa đó. Một bài toán rất là khó nha mọi người. Luna mà hát một cái là em không biết là lượt view nó sẽ lên hay là xuống nha mọi người.
đi ẩn ẩn ơi ơi. Đó, khi ngày hôm nay sẵn tiện đang live stream, vừa live stream bán vé nè mọi người, tương tác nhiều lên mọi người ơi. Sẵn tiện là có Sang Sang, ít khi mà mọi người được đối thoại trực tiếp với Sang Sang, thì có câu hỏi gì muốn hỏi Sang Sang thì mọi người comment hỏi nha. Và nhớ là đừng quên mua vé ủng hộ cho ngỡ với Sang Sang nha. Mọi người có câu hỏi gì không nè, ví dụ như là chị Sang Sang ơi, chừng nào chị lấy vợ? Giống câu hỏi của em hồi nãy vậy đó. Em thích em ẩn ẩn ơi, em là thích anh lắm đó. Trời ơi, cảm ơn em rất là nhiều luôn nha. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái người đang live stream không phải là anh ẩn nha em. Đó, cái người đang live stream là chị ẩn. Tìm kiếm nha. Mình mới mua inbox mua online kiểm tra giúp mình. Ok nha. Rồi cảm ơn bạn tìm kiếm nha bạn nha. Nguyễn Huy, hoa hậu Luna hát hay nè. Ông ấy ẩn ẩn kêu Luna hát một con số đi. Dạ. Hát một con số nghe chơi Luna. Cả nhà mình ơi, chia sẻ like cho Sang Sang nha cả nhà. Chia sẻ like, cú like Sang Sang tặng quà riêng cho các nhà mình nha. Tìm kiếm mình mới inbox. Có inbox chưa? Inbox rồi. Tìm kiếm inbox. Cảm ơn tìm kiếm rất là nhiều nha. Một lát nữa đàn sẽ có nhân viên trả lời cho bạn nha. Tìm kiếm ơi, nhớ inbox rõ cụ thể cho ẩn ẩn luôn là số lượng vé mua, địa chỉ cũng như là cái gì nữa ta? Số điện thoại để cho nhân viên tiện liên hệ lại cho mình nha. Xin chào anh Dễ Trần. Rồi tìm kiếm nhận được nhắn rồi nha. Rồi tìm kiếm ơi, đàn đã inbox cho tìm kiếm rồi, trả lời check inbox giùm ẩn ẩn nha. Minh Bảo Nguyễn, chị ẩn mới đi làm răng hả chị? Trời, ngày nào chị cũng làm hết đó em. Ngày nào chị cũng làm răng hết á. Anh Thanh Sa, cảm ơn anh có ghé cho anh, mua ghé cho mẹ tuần ngày chưa anh? Trời ơi, sao mua cho hết luôn. Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Thanh Sang. Anh có ghé cho anh Nguyễn Thanh Sang. Ngày hôm nay là em để mặt mộc, em live stream đó anh Sang. I love you ẩn ẩn, cảm ơn Nguyễn Huy rất là nhiều. Hello em Nguyễn Trang, em có ghé tuần ngày chưa Nguyễn Trang? Đó, bây giờ like nó đang bị tuột xuống nữa nè, đó tuột giống như cái miếng áp của ngẩn gì đó. Đó, nó cứ lên xuống thất thường vậy đó. Chia sẻ la lại cho em đi cả nhà ơi, cuối giờ em tặng quà đi cho khán giả mình nha. Đó, bà đó bà tặng đi, có tặng, tới ai mà chia sẻ cho Sang Sang á, cuối like Sang Sang sẽ inbox qua tặng cho mọi người là một tấm hình Sang Sang chụp chung với cái do người Vũng Tàu cho mọi người. Rồi, rồi, rất là trời. Gì vậy? Trời ơi. Đó mọi người, thấy không, đáng lẽ là chỉ có hai đứa ngồi đây cười thôi, mà mọi người vừa nghe là xung quanh có rất là nhiều tiếng cười, đó là những người cười mồi đó mọi người. Nó sợ là mọi người sợ cái miếng nó bị lạnh đó, cho nên là cười mồi, nhưng mà thật sự thì nó cũng lạnh. Hà Như Ngọc, xin chào Hà Như Ngọc, lâu quá không gặp em. Nguyễn Trang, em có vé tuần này rồi chị. Có vé rồi mua nữa cũng được em. Trời, mình mua càng nhiều mình có càng có nhiều cơ hội trúng. Chị nhớ là em là hả? Em là gì? Thành viên VIP. Thành viên VIP của đàn vậy đó. À, em mua vé thì điều mà em kêu người, em kêu thành viên xuống dọ phụ luôn chứ mình em dọ không nổi nữa. Minh Bảo Nguyễn, chị sang duyên quá. Đó. Cảm ơn Minh Bảo Nguyễn nha, có ghé giùm Bảo Nguyễn. Rồi mệt quá mọi người. Lý Thu Thảo, xin chào Lý Thu Thảo. Em ơi, Lý Thu Thảo ơi, chừng nào em định trả 30 ngàn cho chị với em. Em thiếu chị có 30 ngàn mà em thiếu từ năm ngoái qua năm nay em chưa trả cho chị là sao? Trời đất ơi. Thôi, Nguyễn Huy hồi nữa ăn vịt gà quay. Minh Bảo ơi, mình đặt vé hôm nay không Minh Bảo, Minh Bảo Nguyễn. Hà Như Ngọc, em kỳ luôn đi anh Bảo Nguyễn ơi. Lâu quá không gặp anh Hậu với anh ạ. Xu ghê. Trời ơi, em không gặp anh Hậu với anh ẩn thì em inbox cho anh Hậu với anh ẩn đi. Còn đây là chị ẩn ẩn với chị Sang Sang lên live stream, em nói đây là chi vậy? Đó. Bán mình 4 vé. Bạn ơi. Bạn ơi, đoàn mình chỉ bán combo như vậy nha. Rồi bây giờ sổ số online chỉ sổ có 2 ngày cuối tuần thôi, cho nên là đoàn mình sẽ bán online, bán combo cho bạn là 6 vé gồm 5 dòng vé thường và 1 vòng vé đặc biệt. Một bộ combo vậy là 70.000 đồng nha bạn nha. Bạn có thể mua qua hình thức là ship tận nhà hoặc là mua online qua chuyển khoản nha bạn. Rồi. Chỉ có 70.000 một combo thôi nha. Mình mua 4 vé là 40.000 rồi. Mình yêu thương đề, mình ủng hộ thêm này 30.000 nữa mình mua chọn một combo để mình tham gia nguyên một cái show của đàn luôn nha bạn ơi.
ơi. Rồi, Duyên Phạm ẩn nay thiệt khỏe chưa? Dạ bữa nay em khỏe rồi, khỏe như trâu luôn rồi chị ơi. Cảm ơn chị rất là nhiều. Trời ơi, tiếp tế nước nè mọi người ơi. Chị xếp nước cái xứ Việt này. Chị bạn không rồi, bạn ơi, bạn có mua vé thì bạn comment điện thoại và địa chỉ nhà trên livestream nha bạn nha. Nếu bạn ở vòng nội thành Sài Gòn thì sẽ nhận vé từ ngày mai cho bạn nha. Còn nếu mà mình ở tỉnh á thì bên mình hiện tại là giữa tuần rồi thì không tiếp tỉnh kịp, cho nên bạn nếu bạn bạn muốn mua bạn ở tỉnh thì bạn có thể mua hình thức chuyển khoản cho bạn nha. Ẩn ẩn em Nguyễn Thanh Sang, ẩn ẩn em bao nhiêu tuổi vậy em? Nói chuyện dễ thương và duyên dáng. Nếu em là con gái anh sẽ cưới em rồi. Ủa anh nói gì kỳ cục vậy anh? Em là con gái mà. Dạ năm nay thì em cũng còn trẻ lắm anh, em cũng ngót nghét gần 40 rồi. Là nếu em biết là anh lớn tuổi hơn em hay là em lớn tuổi hơn anh nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều. Trời ơi, nó xỉu luôn vậy đó. Hello chị hết hồn, hello Trần Văn Duy nè, hello Thanh Ngọc đó, cô bé thích hội họa. À, bạn cũng Kevin nè, mình mua vé hôm nay thì cuối tuần mình mở thưởng nha anh nha. Đúng rồi, tuần cuối tuần sẽ mở thưởng trên trang fanpage của đoàn. Tuần này chủ đề gì vậy Ẩn? Áo dài. Tuần này chủ đề là duyên dáng Việt Nam. Các thành viên của đoàn sẽ xuất hiện trong những áo dài thước tha với những cái vóc dáng thân hình chuẩn siêu mẫu ngoại trừ bà lộ nha. Đó. Ai cũng siêu mẫu hết ngoại trừ bà lộ đó. Ơi. Cẩm Nhung. Có Cẩm Nhung. Ngoại trừ Cẩm. Ủa tụi này có Cẩm Nhung không? Có Cẩm Nhung không? À không có Cẩm Nhung. Tưởng Cẩm Nhung đang đi du lịch ở Ý rồi mọi người. Chị Nhung đang đi du lịch ở Ý rồi. Đó. Hello Bảo Huỳnh. Cảm ơn Cường Trần, nghe có vé chứ Cường Trần ơi. Bảo Huỳnh mua vé ủng hộ chị đi Bảo Huỳnh ơi. Đó, mua vé đi rồi tối hai đứa ở nhà ngoài giò lô tô nè. Mới hôm qua nói nhớ chị nè mà không mua vé ủng hộ chị nha chưa. Các bạn mua vé thì inbox vào fanpage của đoàn hoặc là inbox trên livestream nha cả nhà. Nguyễn Huy nghe nói tuần này Thảo có Thảo Nhi bán thịt heo phải không ạ? Không, Thảo Nhi không có bán thịt heo nha mọi người. Ẩn xin đính chính lại là Thảo Nhi không có bán thịt heo. Thảo Nhi chỉ đi đâm heo thuê thôi chứ không có bán nha. Gì đi tiếng heo. Hello. Ủa gì Hello Kitty? Ở đây là chỉ có con gấu thôi chứ đâu có Kitty ở đây đâu. Bên mình có kiểu Momo nha bạn nha. À, bạn mua hai combo. Rồi bạn cho mình số điện thoại và địa chỉ nha bạn. Bạn rồi, bạn Tigon ơi comment giùm cho Ẩn Ẩn hai combo thứ bảy và chủ nhật. Rồi comment giùm Ẩn Ẩn inbox nha. Phạm Thị Tigon ơi, Phạm Thị Tigon chọn cái tên dễ thương quá nè. Inbox vào fanpage của đoàn giùm Ẩn Ẩn nha. Sẽ có chị chủ đoàn lộ lộ xinh đẹp trả lời ngay lập tức cho Phạm Thị Tigo luôn. Hello Ngọc Linh. Trần Thị Phương Nguyên có gì ẩn hát không vậy? Có em. Không nha em. Trời đất. Thế là chắc chú đi về. Đi về. Trời đất